Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay bên em vừa về được một chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.4 Legender. Với về là đến đại lý thì em xin phép là cho thời điểm đầu tháng 11 này thì em làm video để giới thiệu cho anh chị về nội thất chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.4 Legender và một cầu và tình hình của các phiên bản, giá bán cũng như là thông tin về xe thời điểm tháng 11 này. Thì Fortuner được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, với 5 với 7 phiên bản, trong đó có 5 phiên bản là máy dầu lắp ráp trong nước và 2 phiên bản là máy xăng nhập khẩu. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 2.4 máy dầu màu trắng ngọc trai. Thì trong thời điểm tháng 11 này giá đã thay đổi so với tháng 10 và bên em hiện tại đang còn một vài suất để có thể là giữ cho anh chị chính sách cũ. Thì em sẽ cập nhật, xin phép cập nhật cho anh chị như sau. Thì giá xe ở tháng 11 này đã thay đổi và cụ thể là giá niêm yết của cả 7 phiên bản đều tăng. Thứ nhất là cái giá niêm yết, thứ nhất bản 2.4 số tay có nghĩa số sàn đấy ạ, thì giá niêm yết ngày xưa là 1.015.000.000. Còn phiên bản hiện tại thì sẽ có giá là 1.026.000.000 áp dụng từ ngày 1 tháng 11. Phiên bản thứ hai là phiên bản một cầu máy dầu 2.4 số tự động phiên bản thường sẽ có giá niêm yết ngày xưa là 1.107.000.000. Còn phiên bản hiện tại thì là 1.126.000.000 tăng 19.000.000. Còn phiên bản thứ ba, phiên bản một cầu số tự động Legender thì sẽ có giá niêm yết là 1.267.000.000. Ngày xưa là 1.248.000.000, cũng tăng 19.000.000. Còn phiên bản thứ tư sẽ có giá niêm yết là phiên bản Fortuner 2.8 máy dầu một cầu phiên bản thường sẽ có giá niêm yết là 1.442.000.000 và giá niêm yết ngày xưa là 1.423.000.000, cũng tăng 19.000.000. Phiên bản thứ năm thì là Fortuner 2.8 V2 cầu Legender thì có giá niêm yết là 1.478.000.000, cũng tăng 19.000.000 so với phiên bản trước. Còn phiên bản hai phiên bản máy xăng sẽ có giá niêm yết là được là 1.126.000.000 cho phiên bản một cầu và hai cầu là 1.327.000.000 cho phiên bản hai cầu. Thì hai phiên bản máy xăng sẽ được thay đổi, sẽ được trang bị những cái tính năng như cam 360 rồi các tính năng loa JBL. Còn trước mắt chúng ta đây là nội thất chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản một cầu máy dầu Legender. Thì em sẽ tính hiện tại trong thời điểm tháng 11 năm 2022 này thì bên em đang hỗ trợ cho dòng xe này như sau. Thì bên em có một vài cái chính sách để hỗ trợ cho anh chị lấy cái chính sách nó như cũ. Thì thứ nhất là phiên bản em sẽ báo giá các phiên bản như sau. Thứ nhất là phiên bản 2.4 máy dầu số sàn thì có giá là 1.026.000.000. Thì hiện tại bên em đang giảm là khoảng 20.000.000 tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15.000.000. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản một cầu số tự động máy dầu thường 1.126.000.000 thì bên em sẽ giảm cho anh chị là 35.000.000 tiền mặt, sẽ giảm hơn cả một cái mức giá cũ cho anh chị và tặng cho anh chị một gói phụ kiện cũng trị giá 15.000.000. Phiên bản thứ ba là phiên bản một cầu máy dầu Legender là phiên bản trước mắt chúng ta đây, là phiên bản chắc có lẽ là nhiều anh chị quan tâm nhất trong video này, thì có giá niêm yết hiện tại là 1.267.000.000 ở thời điểm tháng 11 năm 2022 này. Bên em đang giảm cho anh chị là 33.000.000 tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá là 15.000.000. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản hai cầu số tự động và máy dầu thường thì có giá niêm yết là 1.442.000.000. Thì thời điểm này thì bên em đang giảm cho anh chị là 10.000.000 tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện là 15.000.000. Cái phiên bản này thì cũng giảm khá ít. Còn cái phiên bản cao cấp hơn của nó, nếu anh chị muốn lấy máy dầu thì đang có giá niêm yết là 1.478.000.000 thì bên em đang giảm cho anh chị là 30.000.000 tiền mặt và tặng chị một gói phụ kiện là 15.000.000. Còn hai phiên bản máy xăng thì em sẽ giảm lần lượt cho thời điểm hiện tại là máy một cầu thì là 12.000.000 tiền mặt, còn phiên bản hai cầu thì khoảng 10.000.000 tiền mặt
Nếu anh chị nào cần em tư vấn cụ thể hơn và muốn lấy cái giá cũ của cái phiên bản nào thì alo giúp em, thì em sẽ báo giá cho anh chị và đưa ra anh chị cái phương án nó phù hợp nhất. Còn cái tiếp theo là để trả góp. Trả góp thì hiện tại bên em đang hỗ trợ cho anh chị về cái xe này là 80% giá trị xe, thì em sẽ tính cho anh chị ở cái thời điểm này. Thì giá xe làm chắc là anh chị quan tâm nhất đến cái phiên bản này đúng không ạ? Thì em đang quay chính vào phiên bản này, thì giá niêm yết của xe là 1.267.1267, thì em đang giảm cho anh chị 33 triệu tiền mặt. Thì anh chị chỉ cần trả trước 20% giá trị xe thôi là 246 triệu 800 nghìn, thì em sẽ tính khoảng 247 triệu tiền xe ban đầu cộng với cả cái tiền thuế 10% cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm cộng với bảo hiểm thì sẽ rơi vào khoảng là 9.390 là anh chị có thể lăn bánh chiếc này ra ngoài đường rồi. Và thời gian vay bên em hỗ trợ cho anh chị tối đa là 8 năm. Còn 8 năm 7 năm 80% giá trị xe. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất, cụ thể chiếc xe nội thất chiếc xe Motorner 2.4 máy dầu một cầu này sẽ có cái gì. Thì thứ nhất là vật ngoại thất em đã đi qua một lượt cho anh chị rồi. Thứ hai là về phần nội thất thì từ bên trái qua phải này, thì ở trên cánh cửa sẽ được trang bị những cái ốp da màu đỏ thể thao này. Phía bên trên là sẽ là cụm điều chỉnh gương và cửa sổ. Cao hơn một chút ở cột A thì sẽ là cái loa ở cánh cửa, loa JBL. Và một cái đặc biệt nữa cho anh chị, có thể là anh chị không quan tâm nhưng nó khi mà sử dụng xe thực tế nó sẽ rất là hay, nó tương tác trực tiếp với mình hàng ngày ấy. Thì xe này được trang bị là 11 loa JBL đồng bộ luôn, phía cánh cửa ở phía trụ A một một loa này, cánh cửa bên dưới một loa này, bên trên này là một loa nữa này, phía đằng sau cũng có loa này, rồi đối xứng lên sang bên này cũng vậy luôn. Thì nó ra cho ra chất lượng âm thanh rất là tốt và đặc biệt luôn, đồng bộ với hệ thống loa sẽ là màn hình JBL, thì nó cho ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Và em cam đoan là anh chị nếu mà lấy chiếc xe này sẽ không cần phải lắp thêm trầm nữa, bởi vì là cái chất lượng âm thanh nó ra là rất là hay rồi. Còn tiếp theo ở phần bên vô lăng thì đèn cái cụm cần đằng sau là cụm xi nhan và chỉnh đèn ấy, thì đèn của mình đã được trang bị đèn full LED cộng với cái chức năng là auto. Còn phía bên trong nó sẽ là chỉnh đèn sương mù này, lấy chỉnh số vô lăng này, rồi bên này là điều chỉnh cái màn hình đa thông tin nghe gọi này, chuyển các cái chức năng âm thanh mode này, rồi tăng giảm âm lượng qua bài. Còn bên này sẽ có cái chức năng là giữ làn có cái chức năng là điều khiển cái màn hình đa thông tin bên trong. Tổng thể xe thì đang được trang bị là những cái đường viền màu đỏ ở đây, cũng ở ghế cũng như vậy. Vừa rồi thì em đã làm video để giới thiệu cho anh chị về cái nội ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner màu trắng ngọc trai bản Legender, và báo giá cho anh chị trả góp này, giá bán và cái lịch xe cũng như là cái tình hình xe ở tháng 11 năm 2022 này. Anh chị nào cần em tư vấn cụ thể hơn về lãi suất, về trả góp, về lịch xe, về giá xe của từng phiên bản, có thể là liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.